Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Sóc Nam Lê quay clip để giúp các bạn phân biệt về cái bộ hoàng cung thật và nhái tại thời điểm hiện tại nhé. Tại thời điểm hiện tại hôm nay là ngày 25 tháng 10 là vừa mới ra một bộ hàng nhái mà các bạn rất dễ là phân biệt, rất dễ nhận biết nhé. Các bạn nhìn các bạn có thể thấy ngay trước các bạn, mặt các bạn đây nha. Bộ bên trên đây là cái bộ hoàng cung chuẩn này, còn bộ ở phía dưới là bộ nhái các bạn nhé. Cái bộ bên trên này các bạn nhìn về 3D, các bạn nhìn 3D trước này, các bạn cầm trên tay là các bạn đã thấy nó óng ánh rồi. Các bạn không cần nghiêng, các bạn nghiêng đã thấy óng ánh mà các bạn không cần nghiêng cũng thấy óng ánh 3D rất là sắc nét rồi nhé. Rất là sắc nét, còn cái bộ hàng nhái thì không thấy 3D đâu. Kể cả các bạn có nghiêng mà nó chỉ nguyên một màu hồng đậm, nhìn rất là dại, nhìn dại lắm, không có sắc nét, không có đẹp như cái bộ hàng chuẩn nhé. Còn về hoa văn này, về hoa văn bên phía góc trên nhé. Bên phía góc trên các bạn nhé, cái phía bông hoa đây này. Đấy, hoa văn hàng nhái hồi xưa thì nó nhái màu xanh lè. Nhưng mà hiện tại thời điểm hiện tại là ra cái loại nhái mà không có xanh lè nữa mà màu hơi ngả vàng. Về tem, tem nhái thì các bạn sẽ không cào ra được trang web của công ty nhé. Các bạn không cào ra được trang web của công ty đâu. Còn tem của hàng chuẩn, tem của hàng chuẩn các bạn mới cào ra được. Tem hàng chuẩn các bạn cào ra cái mã số, sau đó các bạn lấy dùng phần mềm WeChat, các bạn sẽ check ra trang web của công ty Đan Xuế Nỉ Lán nhé. Về phía mặt sau này, mặt sau của hộp này, các bạn cũng nhìn nhé, họa tiết 3D của bộ hàng chuẩn rất là đẹp, sáng, óng ánh, rất là đẹp nhé. Còn hàng nhái chỉ nguyên một màu hồng rực, nguyên một màu hồng rực thôi, không hề có 3D gì cả. Và cái khung cũng vậy, cái khung nó màu nó cũng khác, nó hơi tím tím nhé, hơi tím tím. Hàng hoàng cung này thì rất là hot, rất được nhiều chị em ưa chuộng trên nhiều nước, chứ không phải chỉ là ở Việt Nam hay là bên Trung đâu. Nên là hàng nhái ra rất là nhiều. Và mỗi một thời điểm mà hàng chính hãng của công ty đã thay đổi mẫu mã thì hàng nhái họ sẽ làm ngay, họ sẽ làm ngay, họ sẽ nhái lại ngay, nhưng họ sẽ không nhái được giống nha. Họ sẽ không nhái được giống đâu. Các bạn rất dễ phân biệt nhé. Cái đát đằng sau của nó cũng khác nhé, khác nhau. Còn về phần gáy hộp này, phần gáy hộp các bạn để ý nhé. Phần gáy hộp đây, cái phần mà mở nắp hộp đấy, các bạn nhìn thấy này, hàng chính hãng 3D rất là nét, có vệt sáng hai bên đây. Và các bạn sờ tay hoặc các bạn nhìn bằng mắt thường, các bạn sẽ thấy cái logo của công ty là chữ Đan Xuế Nỉ Lán nhé. Các bạn sờ tay các bạn cũng thấy, mà các bạn để nghiêng các bạn cũng thấy nhé. Còn cái hàng nhái thì sẽ không có cái logo 3D này, và nó cũng không có cái vệt sáng, nó chỉ nguyên một màu hồng thôi. Đó, các bạn chú ý nhé.